Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam chiều ngày 13 tháng 7 ghi nhận 852 ca dương tính với COVID-19, bao gồm 849 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, 849 ca ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh 546 ca, Bình Dương 186 ca, Long An 49 ca, Đồng Tháp 19 ca, Phú Yên 15 ca, Hưng Yên 8, Hà Nội 6, Cần Thơ 5, An Giang và Đà Nẵng mỗi nơi 4 ca, Trà Vinh và Kiên Giang mỗi nơi 3 ca, Bắc Giang 1 ca. Trong số này, 759 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã bị phong tỏa, 90 ca đang điều tra dịch tễ. Cùng ngày hôm nay 13 tháng 7 đã có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay 13 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận 2.301 ca mắc mới, bao gồm 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 2.296 ca trong nước ở 26 tỉnh, thành phố, chủ yếu là tại Thành phố Hồ Chí Minh với 1.797 ca. Trong đó, 2.095 ca được phát hiện ở các khu cách ly hoặc khu đã bị phong tỏa. Thưa quý vị, theo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày mai 14 tháng 7 sẽ có 22 chốt kiểm soát trên các tuyến về thủ đô, bao gồm từ Hà Nam về Hà Nội qua quốc lộ 1A, quốc lộ 1B, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, từ Hòa Bình về Hà Nội, từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội. Mỗi chốt có 11 cán bộ gồm công an, giao thông, y tế, quân đội, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Theo đó, các chốt sẽ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào thành phố, riêng với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy. Phương tiện khi tới chốt phải dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh trên xe, đặc biệt với phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định. Đáng chú ý, các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch bệnh bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nam yêu cầu phải quay đầu, không được phép di chuyển vào Hà Nội. Các tỉnh, thành phố khác phát sinh tình hình dịch bệnh phức tạp thì sẽ tiếp tục áp dụng khi có thông báo của Bộ Y tế và thành phố. Riêng các xe hợp đồng chuyên gia, cán bộ, công nhân viên các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, công dân hết cách ly tại các tỉnh trở về Hà Nội nhưng phải có quyết định kết thúc cách ly. Trường hợp không có quyết định kết thúc cách ly phải giữ lại, đưa về trụ sở chính quyền gần nhất để xác minh làm rõ mới được vào thành phố. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, tỉnh Kiên Giang quyết định phong tỏa tạm thời bệnh viện đa khoa của tỉnh này để xét nghiệm sàng lọc tất cả các bác sĩ, nhân viên, người bệnh, người nuôi bệnh sau khi đã phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 12 tháng 7. Qua truy vết ban đầu, có 38 y bác sĩ, nhân viên y tế là F1 của ca bệnh này. Ngay sau khi phong tỏa, Sở Y tế Kiên Giang cũng đã phát đi thông báo rà soát tất cả người bệnh, người thăm nuôi bệnh có đến bệnh viện đa khoa tỉnh này từ ngày 30 tháng 6 đến trung tâm y tế địa phương để khai báo y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế Kiên Giang cũng có công văn hỏa tốc thông báo về việc tạm ngừng chuyển bệnh nhân đến và khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 13 tháng 7. Thưa quý vị, Chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thuốc men, cấp cứu. Vậy người dân có được đi ra cây ATM rút tiền mua đồ ăn? Anh Vũ Minh Nhật, 22 tuổi, ngụ ở tỉnh Kiên Giang, phản ánh vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 7. Anh đi từ nhà có địa chỉ ở số 7M, đường số 14, phường 3, quận Bình Thạnh đến trụ ATM của Sacombank trên đường Phan Xích Long ở phường 7, quận Phú Nhuận để rút tiền đi mua thực phẩm. Khi còn cách ATM khoảng 10 mét thì anh bị cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 tại giao lộ Phan Xích Long, Hoa Sứ yêu cầu dừng xe. Anh đã giải thích mình đi rút tiền mua thực phẩm nhưng vẫn bị lập biên bản phạt 1 triệu đồng, lỗi ra đường không có lý do chính đáng. Anh Nhật cho biết sau khi bị lập biên bản, anh đi bộ tới ATM rút 2 triệu đồng. Trong thẻ chỉ còn hơn 2 triệu, đóng phạt tại chốt rồi đi về mà không nhận được biên lai phạt. Bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng, Chủ tịch phường 7 quận Phú Nhuận cho rằng lúc anh Nhật làm việc với tổ công tác thì không nêu được lý do ra đường, vì vậy phường phạt 1 triệu đồng. Sau khi đóng phạt, anh đi về rồi quay lại cùng vài người nhà, yêu cầu tổ công tác giải đáp thắc mắc về lỗi của anh Nhật. Lúc đó, người nhà của anh Nhật có quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội. Thông qua clip, phường biết được anh Nhật đi rút tiền để qua siêu thị Co.opXtra Rạch Miễu để mua thức ăn. Theo bà Hải Đăng, hiện nay các siêu thị đều cho phép thanh toán qua thẻ ngân hàng, không cần phải đi rút tiền mặt. Trong khi ngay sau lưng chỗ ở của anh Nhật cũng có cửa hàng Bách Hóa Xanh cho phép thanh toán qua thẻ. Bà chủ tịch phường 7 cho rằng anh Nhật hoàn toàn có thể mua lương thực thực phẩm tại địa bàn phường 3 quận Bình Thạnh. Còn chốt anh Nhật gặp là chốt ngăn với phường 7 quận Phú Nhuận và phường 3 quận Bình Thạnh. Bà Hải Đăng nói, căn cứ công văn 2279 của Ủy ban nhân dân thành phố thì lý do người này đưa ra là từ phường 3 quận Bình Thạnh đi rút tiền và mua thực phẩm ở phường 7 quận Phú Nhuận là không chính đáng, không thực tế, không thiết yếu. Bà Hải Đăng nói. Nhận định về trường hợp này, luật sư Nguyễn Huy Việt cho rằng phường 7 phạt anh Nhật là không đúng, có sự ngộ nhận về tinh thần chỉ đạo của công văn 2279. Theo quy định, nội dung công văn vẫn cho phép người dân ra đường mua lương thực cấp cứu. Nội dung công văn không có giới hạn địa giới hành chính mà người dân có thể di chuyển. Luật sư Huy Việt phân tích, nhu cầu rút tiền mặt để mua lương thực của anh Nhật là hoàn toàn chính đáng. Người dân cần tiền mặt để thanh toán cho rất nhiều nhu cầu khác như đổ xăng, mua thuốc men. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay 13 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tổ chức họp báo về tình hình thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố. Trả lời báo chí về thông tin có một số ca F0 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa được chuyển đến các bệnh viện điều trị. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Hữu Hưng cho biết, trong thời gian vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện test nhanh để phát hiện các ca F0, sau đó sẽ xét nghiệm PCR để khẳng định lại. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, ngay sau khi test nhanh có kết quả dương tính thì ngành y tế cũng phải lập tức triển khai điều tra truy vết, xem như các ca nhiễm bệnh để chăm lo điều trị. Tuy nhiên, hiện Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện rất nhiều ca F0. Do đó, khi test nhanh phát hiện dương tính, bệnh nhân nào có triệu chứng phải được chuyển đi điều trị ngay, chưa có triệu chứng thì tạm thời đưa đến khu cách ly tập trung. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho hay, trước đây tất cả bệnh nhân COVID-19 đều được đưa đến bệnh viện dã chiến của thành phố để điều trị, dù có triệu chứng hay không có triệu chứng. Tuy nhiên, số ca bệnh hiện nay nhiều và tăng liên tục nên phải phân tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cũng do số ca nhiễm tăng nhiều nên cũng có lúc chưa đáp ứng kịp. Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, thành phố đã nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong thời gian sắp tới, sẽ được đưa vào bệnh viện tùy theo mức độ bệnh nhân được y bác sĩ theo dõi. Thưa quý vị, trước tình trạng đông đúc của siêu thị hiện nay, các bạn trẻ đã nghĩ ra cách đi chợ vào các khung giờ như 12 giờ, 13 giờ để tránh tiếp xúc nhiều người. Trước khi Thành phố Hồ Chí Minh có lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân thường chọn 2 ngày cuối tuần để đi siêu thị mua sắm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều người trẻ chia sẻ bí quyết đi siêu thị không đông khi chọn ngày thứ đầu tuần và các khung giờ nắng chói chang. Những ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách xã hội, các siêu thị, cửa hàng Bách Hóa Xanh luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Nhiều người dân ngán ngẩm khi mua hàng mất 30 phút nhưng chờ tới tận 2 giờ mới đến lượt thanh toán. Để tránh tiếp xúc nhiều người và chờ đợi quá lâu, các bạn trẻ không còn đi siêu thị vào mỗi sáng hay chiều tối, mà thay vào đó họ tận dụng ngày thứ trong các tuần và các khung giờ vắng khách để đi mua sắm. Đứng chờ ở quầy thu ngân, Trần Vũ Hồng An, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Người dân rất hay nghỉ trưa vào khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ, họ cũng không muốn ra ngoài đường vì nắng nóng. Tôi chịu khó đi vào giờ này sẽ giảm việc tiếp xúc nhiều người, lúc thanh toán cũng không còn chờ đợi." Saigon Co.op cho biết, lợi dụng hệ thống bán hàng bình ổn, một số cá nhân đã gom hàng siêu thị số lượng lớn đem ra ngoài bán hưởng lợi. Điều này theo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một số mặt hàng thiếu hụt cục bộ. Siêu thị không châm hàng kịp dẫn đến việc một số người dân có nhu cầu thật sự không mua được hàng, nhất là trứng gà. Do đó các siêu thị phải dán bảng hạn chế số lượng mua để giúp càng nhiều người mua được hàng càng tốt. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon Co.op cho biết, dù chịu nhiều áp lực từ các chi phí phát sinh trong công tác vận tải, vận chuyển, xét nghiệm cùng rất nhiều khó khăn về nhân sự, nhưng Saigon Co.op vẫn không tăng giá hàng hóa để chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người dân. Theo đơn vị này, giá cả các mặt hàng rau củ quả, thịt, trứng, sữa, gạo của hệ thống siêu thị Co.opMart, Co-opXtra, Co-opfoods chưa có bất kỳ điều chỉnh tăng nào từ trước giãn cách cho đến nay, dù giá các mặt hàng trên thị trường đã tăng gấp nhiều lần. Với món ăn chế biến nấu chín để đưa lên kinh doanh tại app web của Saigon Co.op cùng các ứng dụng công nghệ giao đồ ăn, Saigon Co.op cho biết đang xây dựng danh mục khoảng 200 món và combo. Theo đó, danh mục món ăn này chia làm 3 món chính gồm các món ăn sáng, món dinh dưỡng ăn liền và các nhóm tiện lợi cả ngày, với thao tác chế biến hết sức đơn giản. Hiện số lượng nhân sự của Saigon Co.op tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 10.000 người nhưng đang phục vụ ước tính cho 3 đến 5 triệu người dân thành phố. Ngoài phục vụ tại siêu thị, bán hàng online, hệ thống siêu thị còn chịu trách nhiệm cung cấp hơn 10.000 suất ăn và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quốc Oai, Hà Nội, cùng nhiều cán bộ công chức, công an, được xác định là F1 do tiếp xúc gần với F0, hiện đã được đưa đi cách ly tập trung. Trao đổi với báo chí chiều nay 13 tháng 7, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai xác nhận thông tin lãnh đạo thị trấn Quốc Oai liên quan ca mắc COVID-19 trên địa bàn và phải đi cách ly tập trung. Theo vị này, công việc của thị trấn vẫn được duy trì bình thường, không ảnh hưởng nhiều. Một lãnh đạo của thị trấn Quốc Oai cho biết thêm, trong ngày hôm qua và hôm nay, cơ quan y tế đã đưa các trường hợp F1 đi cách ly, gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, cán bộ Ủy ban Nhân dân thị trấn, công an thị trấn Quốc Oai và một phó chỉ huy quân sự thị trấn. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn đã được phun khử trùng, khử khuẩn và không nằm trong diện bị phong tỏa. Từ ngày 11 tháng 7 đến nay, huyện Quốc Oai đã ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 người trong cùng gia đình và 2 trường hợp liên quan khác. Huyện Quốc Oai đã rà soát được 101 trường hợp F1, trong đó 96 trường hợp trên địa bàn huyện, 5 trường hợp ở nơi khác, 692 trường hợp F2. Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết F1, F2, F3 và các trường hợp liên quan. Huyện cũng ra quyết định cách ly 65 hộ dân với 279 nhân khẩu, thành lập 3 chốt kiểm dịch. Người về từ thành phố Hồ Chí Minh phải cách ly 14 ngày, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Phương tiện chở khách công cộng đi từ thành phố Hồ Chí Minh vào vùng dịch bị yêu cầu quay đầu, không được di chuyển vào Hà Nội. Những ngày qua, thành phố Hà Nội phát hiện 18 ca bệnh là người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội là rất lớn. Với gần 7.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong thời gian qua, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thành phố sẽ có những biện pháp cứng rắn để ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh lây lan. Bà Hà cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác chống dịch giai đoạn này của Hà Nội là rà soát, kiểm soát toàn bộ người về từ vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập cộng đồng. Hà Nội đã tiến hành việc kiểm soát, rà soát toàn bộ những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về từ đường hàng không, đường bộ. Chính quyền cũng áp dụng nghiêm công điện 14 của thành phố, cách ly 14 ngày, giám sát chặt chẽ và xét nghiệm đủ 3 lần đối với các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và những vùng có dịch, bà Hà nói. Về chiến lược xét nghiệm, bà Hà cho biết thành phố sẽ lập 22 chốt chặn tại các cửa ngõ, cử lực lượng y tế làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR cho người chưa có giấy chứng minh kết quả âm tính trong 3 ngày. Theo kế hoạch của Công an Hà Nội, 22 chốt sẽ hoạt động từ 6 giờ ngày 14 tháng 7 để kiểm soát các phương tiện vận tải, ô tô cá nhân địa phương có dịch sẽ kiểm soát cả xe máy. Sau khi dừng xe, lực lượng chức năng sẽ đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid trên xe, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định. Lực lượng liên ngành có thể xét nghiệm nhanh Covid trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết, kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội. Phương tiện vận tải công cộng từ 14 địa phương có dịch gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam bị yêu cầu quay đầu, không được di chuyển vào Hà Nội. Các trường hợp được đặc cách là xe chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, công dân hết cách ly trở về Hà Nội kèm quyết định kết thúc cách ly. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng lên kế hoạch xét nghiệm và rà soát người tại nơi nguy cơ cao như khu công nghiệp, khu vực có yếu tố dịch tễ. Thành phố cũng đảm bảo toàn bộ người về từ thành phố Hồ Chí Minh phải được xét nghiệm 3 lần trước khi hết thời hạn cách ly tại nhà. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống an yên khi trở về quê để tránh dịch Covid, nhiều người trẻ phải tiếp tục chống dịch tại quê nhà. NLT 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với tình thế về quê tránh dịch, nhưng dưới quê cũng bị dính dịch. T kể lại vào ngày 23 tháng 5, nhà trường thông báo học trực tuyến nên T đã khăn gói về quê ở huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An. Để tránh dịch, sau khi về đến nhà thì dịch Covid bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Yêu cầu người về từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 5 phải khai báo y tế. Do đó, nam sinh viên không chỉ không thể quay lại thành phố Hồ Chí Minh, đi làm thêm và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Hết thời gian cách ly tại gia, T học trực tuyến hàng ngày và dành thời gian đi nhiều hơn để đi chụp cảnh vật thiên nhiên tại quê mình. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận các ca mắc Covid, tỉnh Long An đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cho toàn huyện Thạnh Hóa. T tâm sự, rời xa thành phố mà dịch bệnh cũng tìm đến. Điều lo sợ nhất là sức khỏe của mẹ em, vì mẹ có tiền sử bệnh thận nên đề kháng yếu hơn người bình thường. Tương tự, chị LTQN, 29 tuổi, ngụ tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Trị, tỉnh Bến Tre, đối mặt với tình trạng quê nhà có ca nhiễm Covid, trùng thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội. Công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa vào giữa tháng 6 nên tôi được nghỉ làm và quyết định về quê tránh dịch. Tôi về quê trước khi Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 nên đã khai báo y tế, chủ động cách ly 14 ngày tại nhà. Sau khi hết thời gian tự cách ly thì xã tôi lại có ca bệnh và bị phong tỏa thêm 14 ngày, chị N nói. Được biết, ngoài xã Bảo Thạnh, 4 xã khác tại huyện Ba Chi đã cách ly theo chỉ thị 16 khi huyện này ghi nhận hơn 10 ca nhiễm. Về quê trốn dịch, ai ngờ lại là vào tâm dịch. Tuy nhiên, ở bên gia đình chống dịch tôi càng vững lòng hơn là xa nhà lo lắng không về được. Quê tôi có cây nhà, lá vườn, trồng gì ăn đấy. Có nuôi gà nuôi vịt phía sau nên cũng đỡ việc đi chợ như trên thành thị, chị N nói. Còn anh NBT, 29 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, phải rơi vào hoàn cảnh éo le khi vừa không được đi đâu chơi tại quê mình, vừa không thể quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công tác giảng dạy. Tôi đã tiêu gần hết tiền dành dụm, tuy về quê nhưng vẫn phải đóng tiền trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh để giữ phòng. Nếu dịch kéo dài thì mọi thứ chắc tồi tệ hơn, anh Tê chia sẻ. Thật sự là thời gian này vô cùng khó khăn nhưng cũng nhận lại được nhiều giá trị tinh thần, cái mà chưa chắc gì bình thường người ta có thể dám thể hiện cho nhau. Anh em trong gia đình cũng quan tâm nhau nhiều hơn, anh Tê tâm sự về mùa dịch. Ngày 13 tháng 7, tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Đầu tư và Du lịch Australia Dan Tehan đang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn về việc Australia cam kết viện trợ 40 triệu AUD, gần 30 triệu USD và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại nước này cho Việt Nam thời gian tới. Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định việc Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine sắp tới là minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Australia cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch. Tháng 4 2021, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam 13,5 triệu AUD, tức 241 tỷ đồng để thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine COVID. Gói hỗ trợ sẽ nhằm giúp Việt Nam mua thiết bị dây chuyền lạnh để bảo quản và vận chuyển vaccine, tổ chức các khóa tập huấn và cung cấp tài liệu về tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên y tế. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ xây dựng các kế hoạch tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa của Việt Nam để đảm bảo vaccine được triển khai công bằng, đồng bộ. Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc một phường giao chỉ tiêu phạt người vi phạm chỉ thị 16, Chủ tịch quận Gò Vấp đã lập tức chấn chỉnh. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Có nội dung, hàng ngày tổ chức một chốt xử phạt trước cổng cơ quan Ủy ban Nhân dân phường, mỗi ca phải phạt 20 trường hợp, hoặc tổ tuần tra giám sát hoạt động cả tuần, mỗi ca phạt 5 trường hợp. Trao đổi với Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết đã nắm được việc này và yêu cầu chấn chỉnh. Quận yêu cầu phường tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử phạt người vi phạm theo quy định, không được áp dụng đặt chỉ tiêu, ông Dũng cho biết. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, văn bản này chỉ là thông báo phân công nội bộ công việc trong đơn vị. Ngay khi nắm thông tin vụ việc, ông đã chấn chỉnh yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy định. Ngày 12 tháng 7, ông Phạm Đình An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Gò Vấp, cũng ký có văn bản thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Theo văn bản mới này, phường thành lập nhiều đơn vị, trong đó có tổ tuần tra, giám sát. Các tổ này hoạt động theo ca, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật. Các tổ có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ chỉ thị 16 của người dân, không để xảy ra tụ tập đông người, tăng cường xử phạt vi phạm người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Anh Thi, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp hoạt động bên trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh gửi phương án vừa cách ly vừa tổ chức sản xuất để thẩm định. Động thái này của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau khi ghi nhận hàng trăm ca nhiễm COVID-19 xâm nhập vào các doanh nghiệp. Tính đến sáng ngày 13 tháng 7, ngành y tế đã ghi nhận hơn 700 ca nhiễm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, số ca nhiều nhất tập trung ở công ty trách nhiệm hữu hạn Nidex Sankyo Việt Nam với 573 ca nhiễm. Doanh nghiệp vốn đầu tư từ Nhật Bản này đã dừng hoạt động từ chiều ngày 3 tháng 7 để xây dựng phương án sản xuất trong tình hình dịch bệnh. Hiện doanh nghiệp gặp khó khăn khi nhiều công nhân làm việc ở công ty cư trú trong khu vực phong tỏa tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Các doanh nghiệp có số ca nhiễm nhiều còn có công ty trách nhiệm hữu hạn Zabin Việt Nam 68 ca, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung SEHC 42 ca, công ty trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam 19 ca, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dion Electronic Vina 5 ca. Và một số công ty khác có 1 đến 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Một lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho biết đến chiều nay, số ca nhiễm và nghi nhiễm đã tăng lên. Tin từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 311 chốt kiểm soát đi lại giữa các quận, huyện sẽ dừng hoạt động để tăng cường hình thức kiểm tra, xử lý lưu động. 12 chốt chính ở các ngõ thành phố vẫn duy trì. Trưa 13 tháng 7, Trung tá Nguyễn Văn Khởi, đội trưởng Cảnh sát Giao thông quận Gò Vấp cho biết, 12 chốt kiểm soát người ra vào tại quận đã được tháo gỡ sáng nay. Thay vào đó, quận sẽ lập các đội tuần tra, kết hợp nhiều đơn vị để xử lý trật tự an toàn giao thông và vi phạm phòng dịch. Tương tự, 11 chốt kiểm soát giữa quận Bình Thạnh với những địa phương liền kề cũng ngưng hoạt động. Quận đang xem xét để điều chỉnh việc giám sát đi lại ở địa phương phù hợp với thực tế, trong đó sẽ lập các đội tuần tra lưu động. Động thái dừng các chốt liên quận huyện được các đội cảnh sát giao thông ở địa bàn thực hiện theo yêu cầu cấp trên. Hiện, thành phố chưa đưa ra thông tin về việc dừng hơn 300 chốt kiểm soát sau vài ngày hoạt động. Các chốt kiểm soát được lập sau khi Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội dài 15 ngày theo chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7. Người dân khi qua chốt phải khai báo y tế, trình qua các giấy tờ như thẻ công tác các ngành quân đội, công an, y tế, doanh nghiệp. Riêng ở 12 chốt chính, người đi đường phải cung cấp thêm giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian 3 ngày. Sau 4 ngày áp dụng chỉ thị 16, lượng xe chạy ngoài đường giảm khoảng 86% so với trước, theo thống kê Sở Giao thông Vận tải. Tuy vậy, tại một số chốt xảy ra tình trạng ùn ứ. Sáng qua, ở chốt kiểm soát đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp ùn tắc kéo dài. Lý do, lượng xe đông và điểm lập chốt nằm trên đường một chiều. Nhiều người không đủ điều kiện qua chốt đã không thể quay đầu xe. Thưa quý vị, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly F0 không triệu chứng tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Trưa 13 tháng 7, Thứ trưởng Sơn cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện 10 ngày nếu không có triệu chứng, có thể cho về nhà. Theo đó, Bộ Y tế dự kiến F0 sau khi được bệnh viện điều trị 10 đến 14 ngày mà không có triệu chứng sẽ cho về tiếp tục theo dõi và cách ly tại nhà. Phương án cách ly F0 sẽ tổ chức thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu sẽ áp dụng cho nhóm bệnh nhân như nhân viên y tế và những người có khả năng tự theo dõi sức khỏe, Thứ trưởng Sơn nói. Nhóm này phải đáp ứng các điều kiện về nơi cách ly tương tự các tiêu chí khi áp dụng cách ly F1 tại nhà đã được thí điểm triển khai thời gian qua. Đặc biệt, F0 cách ly tại nhà phải có hệ thống y tế kết nối trực tiếp và phản ứng hết sức linh hoạt khi có những triệu chứng báo động y tế, phải được cấp cứu đưa ngay đến các cơ sở y tế theo đúng kế hoạch đã phân công, ông Sơn cho biết thêm. Những ngày qua, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận hơn 1.000 bệnh nhân. Tính đến trưa 13 tháng 7, số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư tại đây là 16.027 ca. Thưa quý vị, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng nay cho biết, từ ngày 1 đến 12 tháng 7, chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có 102 chuyến bay chở 10.530 khách. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có 112 chuyến với 18.086 khách. Tính riêng từ thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội ngày 9 tháng 7 đến nay, đã có 29 chuyến bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh với 1.071 lượt khách, còn chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội có 32 chuyến bay với 2.199 hành khách. Theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, tất cả hành khách trên các chuyến bay đi đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ, xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sẽ thực hiện cách ly tại nhà. Để hỗ trợ hành khách có nhu cầu và những người chưa kịp thực hiện xét nghiệm khi lên đến sân bay, ngày 9 tháng 7, Cảng đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cung cấp dịch vụ test nhanh COVID-19 ngay tại nhà ga hành khách T1. Từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch, lập tức khai báo với chính quyền địa phương, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn. Bộ Y tế trưa 13 tháng 7 cho biết, trong 7 giờ qua, cả nước có thêm 983 ca mắc COVID-19, từ bệnh nhân số 32666 đến bệnh nhân số 33648, gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa và 982 ca ghi nhận trong nước gồm tại Thành phố Hồ Chí Minh 886 ca, Long An 29, Bà Rịa Vũng Tàu 27, Đồng Tháp 12, Bến Tre 11, Phú Yên 4, Quảng Ngãi 2, Bình Thuận 2, Bắc Ninh 2. Các tỉnh thành gồm Nam Định, Nghệ An, Bắc Giang, Hà Nội, Lào Cai, Bình Phước và Thanh Hóa, mỗi nơi 1 ca. Ngày 13 tháng 7, bác sĩ Lưu Ngọc Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, ký thông báo cách ly đối với toàn bộ y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại đây. Theo đó, toàn bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phải cách ly tại chỗ từ 3 đến 7 ngày, không được về nhà chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR, sau đó sẽ có hướng xử trí tiếp theo. Cán bộ nhân viên của bệnh viện được tiếp nhận đồ ăn tiếp tế do người nhà mang tới cổng, nhưng phải bảo đảm quy tắc 5K. Các khoa phòng phải thực hiện giãn cách nhân viên, không đi lại giao tiếp để tránh lây lan, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Mỗi nhân viên phải thông báo cho gia đình có tiếp xúc với mình để thực hiện cách ly tại nhà. Các phòng khám tư nhân của bác sĩ bệnh viện cũng phải tạm ngưng hoạt động, chờ hướng dẫn mới. Sở Y tế Kiên Giang cũng đã thông báo tạm thời chuyển địa điểm tiếp nhận khám bệnh ngoại trú từ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang về Bệnh viện Ung Bướu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa cũ. Như vậy đến nay, Kiên Giang có 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca mắc trước gồm 2 ca về từ Malaysia lây cho 2 người nhà và tài xế xe tải lây bệnh từ thành phố Hồ Chí Minh. Các ca dương tính tại bệnh viện Đa khoa được nghi ngờ cũng liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc xác định nguồn lây và việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 đang được khẩn trương thực hiện. Thành phố Rạch Giá, trung tâm của tỉnh Kiên Giang đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ có tụ tập đông người từ gần một tháng nay. Nhiều khả năng, ngay trong ngày hôm nay, tỉnh Kiên Giang sẽ có quyết định quan trọng liên quan tới việc giãn cách xã hội diện rộng để phòng COVID-19 lây lan. Sáng 13 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có báo cáo nhanh về ca mắc COVID-19 mới. Ca bệnh trên là anh DQT, nam, sinh năm 1992, đang ở trọ tại số nhà 82, ngõ 562, phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân T là nhân viên quảng cáo của công ty Niềm Tin Việt ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Quá trình điều tra dịch tễ xác định, bệnh nhân cùng làm việc tại tòa nhà 189 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 12 tháng 7, ghi nhận 5 F0 làm việc tại tầng 1 tòa nhà này. Anh T làm mảng trang trí quảng cáo trên tầng 2. Sáng 12 tháng 7, sau khi nhận được thông tin các ca F0, bệnh nhân T đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã chuyển anh T đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang làm xét nghiệm khẳng định. Kết quả khẳng định mắc COVID-19. Ngoài những khu vực phong tỏa do chính quyền lập nên, rất nhiều khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã tự phong tỏa, giăng dây chằng chéo khắp nơi để ngăn người lạ ra vào nhằm ngăn chặn COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến ngày 12 tháng 7, toàn thành phố có tổng cộng 1.528 điểm phong tỏa lớn nhỏ. Những khu vực này bị cách ly hoàn toàn và có lực lượng chức năng giám sát, hỗ trợ. Ngoài những điểm phong tỏa do các trường hợp mắc COVID-19 hoặc F1, F2, tại nhiều khu dân cư, các hẻm nhỏ, người dân không hiểu sao lại dùng nhiều cách để tự cách ly, tránh tiếp xúc với người lạ. Tại hẻm 148 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, dù không bị chính quyền phong tỏa, người dân vẫn giăng dây mềm để biển thông báo khu vực đang phong tỏa cấm vào. Nhiều nhà dân cũng tự lập rào chắn, chằng chéo xung quanh nhà một cách khá thô sơ bằng dây mềm, bao tải, với mục đích ngăn không cho người lạ tiếp xúc gần nhà. Trên một con hẻm ở đường Đê Thám, quận 1, người dân dùng 4 chiếc xe máy chặn ngang hẻm, người bên ngoài không thể vào trong. Ghi nhận tại một hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, ngoài việc giăng dây mềm, người dân còn dùng ghế đá, cây cảnh, chậu hoa để chặn ngang hẻm. Người dân bên trong sẽ đi theo hướng khác để ra ngoài nếu cần thiết. Tài xế xe công nghệ đang góp phần không nhỏ mang bữa cơm tới các gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh những người đàn ông đi chợ, tay xách nách mang thực phẩm vốn lạ lẫm thì nay bỗng phổ biến trên đường phố. 5 giờ 30 chiều, shipper Phạm Quang Toàn xách 2 túi rau muống khá to ra khỏi chợ, đặt lên xe và nhanh chóng nổ máy. Số rau trên được một vị khách ở đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh đã đặt trước đó. Nhiều ngày nay, công việc của anh Toàn tương đối bận vào khung giờ chiều. Tôi vừa mua được chỗ rau này cho khách, mừng quá, tranh thủ giao hàng nhanh còn chạy đơn khác, anh nói. Anh Toàn cho biết công việc của mình bận rộn từ khoảng 1 tuần trở lại đây, số lượng đơn hàng tăng cao, nhiều người do e ngại tình hình dịch bệnh ở thành phố không muốn đến các nơi đông người như chợ truyền thống hay siêu thị nên chủ yếu đặt mua hàng qua ứng dụng giao hàng trực tuyến. Chưa bao giờ đi chợ mà không có bà xã đi cùng. Từ một người tù mù thông tin về các mặt hàng thực phẩm, nay anh Toàn sắp trở thành ông nội chợ thực thụ. Chân gà khoảng 50.000 đồng 1 kg, ba rọi heo tầm 200.000 đồng 1 kg, cà chua 40.000 đồng 1 kg. Nói chung giờ chỉ có rau xanh là đắt và khó kiếm. Anh Toàn vừa chạy xe vừa liệt kê giá một số mặt hàng. Do đặc thù công việc nên đa phần lực lượng tài xế xe công nghệ là nam giới. Hình ảnh những người đàn ông đi chợ, tay xách nách mang thực phẩm vốn lạ lẫm thì nay bỗng phổ biến trên đường phố. Shipper Văn Hải, 26 tuổi, chủ yếu di chuyển liên tục giữa các siêu thị, cửa hàng tiện lợi từ khoảng 11 giờ trưa tới 9 giờ tối. Một ngày cả chục đơn hàng. Theo Hải, các sản phẩm mà khách hàng đặt đi chợ hộ, thời điểm này đơn giản chủ yếu là gạo, thịt, đồ hộp, nước giải khát. Nhiều khách sau khi đặt qua ứng dụng mua hàng tại các siêu thị chưa đủ, còn gọi điện nhờ tôi đi chợ mua thêm thực phẩm. Do họ nhờ đi chợ riết nên thuộc giá. Nếu có biến động thì giá cũng quanh ở mức đó, tăng giảm chút. Sáng ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, trong cuộc họp vào đêm ngày 12 tháng 7, lãnh đạo Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất cho áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố Vũng Tàu, thời gian áp dụng việc giãn cách từ 0 giờ ngày 14 tháng 7. Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện có 35 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng với nhiều chuỗi lây nhiễm, 2 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính, trong đó nhiều ca có lịch trình phức tạp chưa xác định được nguồn lây. Riêng trong sáng ngày 12 tháng 7 có đến 26 người mắc COVID-19. Ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, với dân số đông nhất tỉnh, căn cứ theo quyết định 2686 ngày 31 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành phố Vũng Tàu được đánh giá thuộc mức độ nguy cơ cao. Trước diễn biến phức tạp, thành phố Vũng Tàu đã có văn bản xin được thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7 để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự định tiêm thêm vaccine COVID-19 cho khoảng 7.000 tài xế taxi và 8.000 tài xế xe tải. Đặc biệt, đơn vị sẽ đề xuất bổ sung thêm đối tượng là người giao hàng trên địa bàn thành phố. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình COVID-19 vừa diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ưu tiên tiêm vaccine COVID cho hơn 10.000 tài xế. Trong đó gần 4.000 tài xế xe tải, khoảng 1.000 liều cho tài xế taxi và gần 600 liều cho tài xế xe buýt. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự định tiêm thêm vaccine COVID-19 cho khoảng 7.000 tài xế taxi và 8.000 tài xế xe tải. Đặc biệt, đơn vị sẽ đề xuất bổ sung thêm đối tượng là người giao hàng trên địa bàn thành phố. Với những đối tượng này đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ông Lâm cho biết việc giao nhận hàng khi thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 giúp người dân hạn chế đi lại. Do đó, đơn vị đang tổng hợp nhu cầu để đề xuất đưa vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết tình hình dịch bệnh tại Phú Yên đang diễn biến nhanh, phức tạp và chưa truy vết hết các ca F0 trên địa bàn. Phú Yên đã xây dựng kế hoạch đảm bảo giường cách ly tập trung cho 7.000 người, năng lực xét nghiệm của tỉnh nâng lên 3.000 mẫu trên ngày. Tuy nhiên, tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực thực hiện truy vết lấy mẫu, thiếu đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa nhiễm, chuyên khoa xét nghiệm vi sinh. Kinh nghiệm trong xử lý tình huống có dịch lây lan nhanh, mạnh, trong cộng đồng cũng yếu, do vậy tỉnh rất cần chi viện từ trung ương. Thưa quý vị, một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Nasiriyah, Iraq đã bốc cháy, khiến cho ít nhất là 42 người chết và hơn 60 người bị thương. Hỏa hoạn xảy ra vào ngày 12 tháng 7 ở bệnh viện Al-Hussein, dường như là do bình oxy phát nổ. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do nhiều người vẫn còn đang mất tích. Một nhân viên y tế tại hiện trường cho hay, ngọn lửa dữ dội đã khiến cho nhiều bệnh nhân mắc kẹt trong khu điều trị COVID-19 và các đội cứu hộ đang chật vật tiếp cận họ. Giới chức địa phương đã nói rằng hoạt động cứu hộ diễn ra không ngừng nghỉ sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhưng khói dày đặc gây khó khăn cho quá trình tiến vào những khu vực bị cháy. Báo cáo sơ bộ của cảnh sát nhận định một vụ nổ bình oxy trong khu điều trị COVID-19 đã gây ra cháy. Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn ở đó, ngọn lửa lan ra rất nhanh. Ali Bushin, bảo vệ bệnh viện nhớ lại. Người thân các nạn nhân tỏ ra giận dữ khi tập trung trước cổng bệnh viện, sau đó đã đụng độ với cảnh sát và đốt cháy 2 ô tô của lực lượng an ninh. Đây là vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 thứ hai ở nước này chỉ trong 3 tháng qua. Vào hồi cuối tháng 4 vừa qua, bệnh viện In Khatib ở thủ đô Baghdad cũng đã bốc cháy vì một vụ nổ bình oxy, khiến cho 82 người chết và 110 người bị thương. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra một cảnh báo vào hôm thứ Hai đối với sự pha trộn của các loại vaccine khác nhau ở 2 mũi tiêm phòng COVID-19. Cảnh báo được đưa ra sau khi Thái Lan tuyên bố sẽ cho phép bệnh nhân tiêm một mũi vaccine AstraZeneca và một mũi Sinovac để chống lại sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19. Canada cũng đã thông báo vào tháng trước rằng những cư dân nhận được vaccine AstraZeneca cho mũi đầu tiên của họ có thể sẽ nhận được vaccine Pfizer, BioNTech hoặc là Moderna cho mũi tiêm thứ hai. Đó là một xu hướng hơi nguy hiểm, tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học chính của WHO cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai. Bà cho biết sẽ là một tình huống hỗn loạn ở các quốc gia nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào và ai sẽ dùng liều thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thái Lan hiện đang phải trải qua đợt tăng ca nhiễm COVID-19 lớn nhất mà nước này phải trải qua kể từ khi đại dịch bắt đầu. Quốc gia Đông Nam Á đang ghi nhận trung bình là 6.695 trường hợp mắc mới mỗi ngày, với tổng số có khả năng tăng cao hơn nữa trong những ngày tới. Các trường hợp tăng 162% so với mức một tháng trước vào ngày 11 tháng 6 và tăng là 1.239% so với mức 3 tháng trước vào ngày 11 tháng 4. Các ca nhiễm trùng bao gồm 618 nhân viên y tế đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine Sinovac, tương đương với 0,1% số người được tiêm vaccine này. Hiện Thái Lan có kế hoạch cung cấp cho các nhân viên y tế một mũi vaccine Sinovac và một mũi vaccine AstraZeneca cho lần thứ hai. Thưa quý vị, thành phố Thủ Đức đã phong tỏa hai phường Bình Chiểu và Trường Thạnh với gần là 100.000 dân để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi cách ly, người dân không được rời khỏi khu vực phong tỏa, trừ nhân viên y tế, trường hợp công vụ, khẩn cấp và cấp cứu. Hàng loạt chốt kiểm dịch tại Gò Vấp ùn ứ. Sau 4 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân đã bắt đầu đổ ra đường đông hơn. Các chốt kiểm soát ra vào tại đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn và ngã 6 Gò Vấp đã tăng cao, khiến cho khu vực này ùn tắc cục bộ. Hầu hết người dân qua chốt kiểm soát đều phải xuất trình giấy xác nhận đi lại vì công việc. Sau 4 ngày giãn cách, tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 7, lực lượng chức năng của 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức là 7.305 cuộc kiểm tra với 643 đoàn kiểm tra để bảo vệ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 16. Tổng cộng đã lập biên bản xử phạt hành chính là 1.243 vụ với tổng số tiền là 3 tỷ 310 triệu đồng. Từ ngày 9 tháng 7, Sài Gòn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Các siêu thị bước đầu áp dụng việc cho người dân mua hàng bằng các phiếu chẳng lẻ, tối đa là 20 khách cùng lúc được vào bên trong. Dù được phát phiếu đi chợ theo các ngày xen kẽ, các siêu thị trên địa bàn thành phố vẫn đông khách. Nhiều người phải đợi đến 1-2 tiếng đồng hồ mới được vào mua. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết sẽ đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm shipper trong đợt tiêm chủng tới để bảo đảm lưu thông hàng hóa trong thành phố giữa bối cảnh dịch bệnh. Đợt tiêm vaccine thứ tư vừa qua, ngành giao thông vận tải được cấp là 11.429 liều vaccine. Sở đã tập trung tiêm cho nhóm tài xế. Thưa quý vị, sau một ngày áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 16 tại Cần Thơ, đến chiều ngày 12 tháng 7, thị trường thành phố đã bình ổn, không còn tình trạng gom hàng dự trữ ồ ạt. Vào chiều ngày 11 tháng 7, tại chợ 586, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, khi nghe tin thành phố sẽ thực hiện giãn cách, hàng trăm người dân đã đổ xô đi mua gạo, mì, rau củ quả, tạo nên cảnh tượng không khác gì chợ Tết. Cửa hàng gạo Úc Bình đến chiều ngày 11 đã bán gần 5 tấn gạo. Chủ cửa hàng cho biết giá có tăng từ 300 đến 500 đồng trên 1 kg gạo. Dù vậy, chúng tôi có nguồn cung ổn định về giá nên vẫn giữ giá cũ không tăng. Vào sáng ngày 12 tháng 7, người dân các nơi trong thành phố Cần Thơ có đến các chợ truyền thống để mua rau, cải, thịt cá, nhưng tốc độ mua hàng như ngày 10 và ngày 11 tháng 7 đã không còn nữa. Tại chợ 586, giá thịt heo đã tăng lên là từ 30 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Các quầy thịt heo đã bán hết rất nhanh. Hột vịt vào ngày 11 tháng 7 tại chợ này đã tăng lên là 45 đến 50.000 đồng một chục. Hôm qua đã giảm xuống là 35 đến 40.000 đồng một chục. Giá rau củ quả nói chung là mức tăng từ 20 đến 30%. Nhìn chung giá các mặt hàng thiết yếu từ gạo, rau củ quả, trứng thịt cá đều tăng giá, trung bình giá tăng từ 20 đến 40% tùy chỗ. Từ 0 giờ ngày 14 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp sẽ cách ly xã hội theo chỉ thị 16, thêm 7 huyện thành phố, nâng mức độ giãn cách lên toàn tỉnh. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đưa ra vào tối ngày 12 tháng 7. Trước bối cảnh tổng số ca mắc COVID-19 trong tỉnh lên 620 ca, hầu hết là lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, 7 huyện thị thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 16, bao gồm thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Tháp 10. Với tinh thần, gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Trước đó ngày 11 tháng 7, những địa phương này đã áp dụng chỉ thị 15. 5 huyện thành là thành phố Sa Đéc, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và huyện Cao Lãnh đã thực hiện chỉ thị 16. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Ông Phong nói, yêu cầu phòng chống dịch là số 1, bí thư của tất cả huyện, thành phố phải nắm đầy đủ tình hình, nắm chắc các đầu mối phối hợp, chủ động không chờ, không chuyển lên trên. Ngày 11 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp phát hiện thêm 38 ca dương tính mới, đều là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phát Tiến thuộc huyện Cao Lãnh. Công ty này có khoảng 700 lao động. Trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ tư, tỉnh Đồng Tháp phát hiện ca mắc đầu tiên vào ngày 31 tháng 5. Sau gần một tháng yên ắng, tỉnh này lại ghi nhận ca dương tính mới trong bệnh viện Sa Đéc. Từ đó, số ca nhiễm bắt đầu bùng phát tăng cao. Ngoài chuỗi lây nhiễm này, tỉnh còn phát hiện hơn 13 chuỗi lây nhiễm ở nhiều địa phương, hầu hết đều là ca lây nhiễm không xác định được nguồn lây. Chuyển sang cập nhật đáng chú ý khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng 7 cho rằng các nước giàu không nên đặt hàng thêm liều vaccine COVID-19 để tiêm bổ sung cho dân số đã được tiêm 2 liều, trong lúc nhiều nước khác chưa nhận được loại vaccine này. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 12 tháng 7 cảnh báo số ca COVID-19 tử vong lại tăng lên. Biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh, đang trở thành nguồn lây bệnh chính và nhiều quốc gia chưa nhận đủ liều vaccine để bảo vệ nhân viên y tế của họ, theo Reuters. Khoảng cách toàn cầu về nguồn cung vaccine COVID-19 mang tính không bình đẳng rất lớn. Một số nước và khu vực thật sự đang đặt thêm hàng triệu liều để tiêm bổ sung trước khi nhiều nước khác có nguồn cung vaccine để tiêm cho nhân viên y tế của họ và những người có nguy cơ bị lây nhiễm nhiều nhất, ông Tedros khẳng định. Ông Tedros đưa ra tuyên bố trên sau khi AP đưa tin công ty vaccine Pfizer hồi tuần trước cho hay nghiên cứu mới của công ty cho thấy sau khi tiêm liều vaccine thứ 3, kháng thể của người được tiêm tăng lên từ 5 đến 10 lần so với việc tiêm 2 liều. Trong khi đó, nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan ngày 12 tháng 7 cho hay WHO không thấy có bằng chứng cho thấy việc tiêm liều bổ sung cho những người đã được tiêm đủ 2 liều là cần thiết. Việc tiêm liều bổ sung phải được dựa trên khoa học và dữ liệu, không phải dựa vào những công ty tuyên bố rằng đối với vaccine của họ cần tiêm liều bổ sung, bà Swaminathan nhấn mạnh. Reuters dẫn thông báo từ FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nhấn mạnh những người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine không cần tiêm mũi bổ sung vào thời điểm này. Hôm 11 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Israel Nitsan Horowitz thông báo những người đã tiêm 2 liều vaccine của Pfizer và có hệ miễn dịch yếu có thể tiêm mũi thứ 3, nhưng cho hay giới chức vẫn còn cân nhắc liệu có nên cho phép đại đa số dân chúng tiêm liều bổ sung hay không, theo AFP. Từ ngày 14 tháng 7, có 22 chốt kiểm soát gồm lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế, dân phòng bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ của Hà Nội. Chiều ngày 12 tháng 7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tính đến 14 giờ cùng ngày, Hà Nội đã ghi nhận 2 chùm ca bệnh tại các huyện Đông Anh, Mỹ Đức và các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh thành khác. Chùm ca bệnh tại Đông Anh ngày 5 tháng 7 phát hiện ca bệnh tiếp xúc với các ca bệnh dương tính tại Bắc Giang, đã phát hiện 29 F0, tổng số F1 là 331, trong đó 28 trường hợp dương tính, còn lại là âm tính. Tổng số người liên quan, người trong khu vực chùm ca bệnh khoanh vùng đã được lấy mẫu là 3.882, bao gồm công ty SEI 3.066 mẫu, công ty Molex 594 mẫu, khu vực phong tỏa 222 mẫu. Kết quả xét nghiệm người liên quan có 10 trường hợp nhân viên công ty SEI dương tính, còn lại đều âm tính. Trong ngày 10 và 11 tháng 7, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tất cả công nhân đang thực hiện cách ly với 3.387 mẫu. Trong đó, công ty SEI xét nghiệm 2.925 mẫu, kết quả có 8 ca dương tính, 2.873 âm tính, 10 mẫu cần lấy lại, còn lại chưa có kết quả. Còn công ty Molex xét nghiệm 462 mẫu, kết quả đều âm tính. Ngoài ra, Hà Nội đã phát hiện 23 ca bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 4 ca ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Đống Đa, đã xác định 57 F1, kết quả xét nghiệm toàn bộ âm tính lần 1. 19 ca còn lại được phát hiện qua việc rà soát, xét nghiệm cho các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số ca nhiễm từ ngày 5 tháng 7 đến nay là 64 ca. Tổng số ca nhiễm ghi nhận từ ngày 29 tháng 4, bắt đầu từ đợt dịch thứ 4 là 322, chưa tính số ca nhiễm ở các bệnh viện trung ương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch thành phố Trử Xuân Dũng cho hay, theo kế hoạch, 22 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 sẽ được lập tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô, bao gồm từ Hà Nam về Hà Nội, tuyến quốc lộ 1A, 1B, từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội, theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội, Lạng Sơn, từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội. Căn cứ tình hình thực tế, quận, huyện, thị xã bố trí các chốt tại đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào thành phố. Người dân từ các tỉnh thành qua chốt sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trường hợp nghi vấn, biển số thuộc tỉnh vùng có dịch sẽ phải quay lại hoặc trình xét nghiệm âm tính. Đây là lần thứ 2 thành phố lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Trước đó vào tháng 4 năm 2020, thực hiện chỉ thị 16 cách ly xã hội, Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra vào thành phố. Sau gần 1 tháng, các chốt được dỡ bỏ. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 16 tháng 6 đến nay, Hà Nội đã xét nghiệm ngẫu nhiên hành khách tại tất cả các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Nội Bài, đã lấy trên 2.000 mẫu, kết quả đều âm tính. Lấy mẫu xét nghiệm 112 lái xe đường dài về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường dài từ phía Nam qua Hà Nội, kết quả đều âm tính. Thành phố rà soát được trên 6.600 người về từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 6, đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 6.500 người, kết quả 13 trường hợp dương tính, hơn 5.400 âm tính, còn lại chưa có kết quả. Thời gian tới, giới chức thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc tới lái xe công nghệ, nhân viên thu gom rác, nhân viên vệ sinh. Chuyển sang một tin nóng đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 18 nhân viên y tế mắc COVID-19 chỉ trong một ngày khi làm việc tại các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19. Tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19 vào chiều ngày 12 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, chỉ một ngày, từ 6 giờ ngày 11 tháng 7 đến 6 giờ ngày 12 tháng 7, HCDC đã ghi nhận 18 nhân viên y tế mắc COVID-19 khi làm việc. Trong 18 người thì 13 người ở bệnh viện quận 4, một nhân viên tại khu cách ly Học viện Chính trị khu vực 2, một nhân viên y tế tại bệnh viện quận Nhất, 3 nhân viên y tế tại bệnh viện Hùng Vương. Theo ông Tâm, ngành y tế đang chịu áp lực rất lớn khi phải điều trị cho hơn 14.000 bệnh nhân COVID-19 và số ca mắc mới chưa dừng lại ở đó. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.